Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn về những sai lầm thường mắc phải khi ghép đào rừng các bạn. Đấy, khi mang đào rừng về ghép mà nó chết hàng loạt thế này nhé. Thì những sai lầm thường mắc phải của các nhà vườn cũng như các bạn mới tập nào năm đầu. Thì thực tế mình thì cũng làm đào nhưng mình chưa dính trường hợp bị như thế này bao giờ, nhưng mà mình cũng có hỏi qua các nhà vườn cũng đã dính trường hợp bị như này, thì các nhà vườn cũng có chia sẻ. Thì hôm nay là mình cũng truyền đạt lại những chia sẻ của các nhà vườn đã từng bị. Thì hôm nay mình chia sẻ thế này, các bạn nào mà đã dính thì có thể tham khảo qua, và các bạn nào chưa dính những trường hợp này thì có thể rút ra được bài học kinh nghiệm nhé. Thì trước tiên mời các bạn là tham qua vườn xem nhà vườn bị thiệt hại như thế nào nhé. Đấy các bạn nhìn, thực sự là vườn này rất là nhiều luôn, tổng tất vườn này có khoảng tầm 500 gốc, nhưng mà thực tế là hỏng rất là nhiều, không những hỏng mắt mà còn chết hết cả cây. Đấy thì cũng theo chia sẻ của một số nhà vườn, mình cũng xin được nói luôn, thì để khi mang đào rừng về thì thường là có 3 nguyên nhân dẫn đến đào bị chết này các bạn ạ. Thì nguyên nhân thứ nhất là khi các bạn mua đào gốc, gọi là mua đào gốc rừng ở trên rừng về đấy, thì là khi trên nhà vườn đã đánh khoảng tầm chục ngày, thành ra cây nó đã bị hơi héo héo rồi. Đấy, về nhà các bạn lại bỏ thêm rồng thêm 1 2 ngày nữa các bạn mới ghép, thì là thực sự là cây nó đã bị hết nhựa. Đấy, cho nên là khi các bạn ghép vào là thực sự là nhựa là ít, thành ra là cây rất là yếu. Và nguyên nhân thứ hai nữa là do các bạn khi mang về bạn nghĩ là cây này nó rất là nhiều nhựa, các bạn là không tưới, bởi vì khi cây đào này chặt hết cả rễ đi không còn lực hút nước mấy nữa, thành ra các bạn không tưới mấy, bỏ bẵng đi. Đấy, thành ra dẫn đến nguyên nhân là nó chết là do như thế đấy. Và còn một nguyên nhân nữa, nguyên nhân này thì chia sẻ là của nhà vườn cho biết và cũng là thực tế luôn ở các bác ở trên rừng về đấy, các bác đã mua từng bị gặp phải như thế, là khi cây đào rừng này mà nó đã phát độc lên rồi, gọi là phát độc từ 5 đến 10 phân, gọi là khi nở hết hoa xong là phát độc lên đấy. Mà xong bắt đầu mình mới cắt cành và đánh lên thì thực sự là tầm này cây rất là yếu luôn. Có các bạn tầm này các bạn có về ghép chăng nữa, có nhí mầm xong lên nó cũng chết luôn. Đấy, bởi vì lúc đấy thời điểm đấy là cây nó sẽ tập trung nhựa, nó nuôi hết các cái mắt nên rồi, thành ra cây rất là yếu. Các bạn không tin là về nhà các bạn có một cây đào nào đấy đang nhí nọc lên tầm khoảng 10 phân, các bạn đánh chặn đúng như sát gốc luôn, cây đấy làm đảm bảo sẽ chết luôn. Đấy thì clip hôm nay mình cũng đã học hỏi được một chút kinh nghiệm, cũng muốn chia sẻ rộng rãi cho các bạn và tất cả các bác cùng biết. Và các bạn và các bác mà có xem được video này thì hãy chia sẻ rộng rãi cho bà con cùng làm, và để tránh những trường hợp như thế này xảy ra thì clip của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.